ngắm nhìn khuôn viên ngôi trường nội trú quý tộc học phí hơn 4 tỷ đồng một năm. Rosenberg là trường nội trú quốc tế tư thục nằm ở vùng nói tiếng Đức tại Thụy Sĩ. Ngôi trường này được biết đến là một trong những ngôi trường nội trú uy tín, đắt đỏ và xa hoa nhất thế giới. Theo thông tin công khai trên web, Rosenberg được chính trị gia Enric Smith thành lập vào năm 1889. Ban đầu, trường có tên là Institute Dr. Smith, nhưng sau đó phải đổi tên vào những năm 1930 do gặp một số vấn đề. Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, Rosenberg còn được ca ngợi vì khuôn viên đẹp và view triệu đô. Ngôi trường này nằm giữa hồ Constan và hồ Abstein, thuộc dãy áp của Thụy Sĩ. Do đó, học sinh trường này có cơ hội ngắm nhìn cảnh sắc hữu tình trên núi, đồng thời được tham gia các hoạt động thể thao và loạt sự kiện ở thành phố có hơn 75.000 người sinh sống. Không khí trong lành, khí hiệu ôn hòa và môi trường tự nhiên chính là điều kiện lý tưởng cho việc học tập phát triển toàn diện của trẻ, Rosenberg nêu. Học phí ở Rosenberg không hề rẻ, Ví dụ như vào năm 2023, học sinh phải trả đến 165.000 USD một năm học, tương đương với 4 tỷ đồng. Nhà trường thông tin trường không nhận trợ cấp của chính phủ hoặc tài trợ nên suất học bổng cũng ít hơn các trường khác. Việc duy trì các dịch vụ chăm sóc trẻ, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo khiến chúng tôi phải chi rất nhiều tiền, nhưng chúng tôi cam kết học sinh sẽ được hưởng nền giáo dục tốt nhất, Rosenberg viết trên trang web chính thức. Rosenberg nhận học sinh từ 6 đến 19 tuổi và số lượng học sinh thường duy trì ở mức 200 đến 300 học sinh. Đây là nơi quy tụ của con cháu các gia đình tỷ phú, chính trị gia từ năm 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Vấn đề bảo mật thông tin học sinh luôn được đặt, đặt lên hàng đầu ở ngôi trường này, nên thông tin về học sinh, cựu học sinh gần như không có. Một nguồn tin của Business Insider nêu rằng, con cháu của các tỷ phú người Đức cũng từng theo học tại đây. Tiêu chuẩn ký túc xá tại Rosenberg thường là từ 1 đến 2 học sinh một phòng. Nhà ở của trường học quý tộc này được thiết kế như những biệt thự theo phong cách tân nghệ thuật. Toàn bộ khuôn viên được đặt trên mảnh đất rộng gần 100.000 m2 và được bao quanh bởi những tán cây có tuổi đời hàng thế kỷ. Trong thời gian học tại trường, học sinh của Rosenberg được phép thay đổi nơi ở nếu cảm thấy không phù hợp. Rosenberg có rất nhiều không gian tự học dành cho học sinh. Nội thất của các phòng học được thiết kế theo tông màu chủ động trắng và xanh, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Trường cũng sở hữu hàng nghìn đầu sách, báo và ấn phẩm điện tử để học sinh sử dụng bao gồm các tạp chí học thuật bậc đại học và nguồn thông tin chính thống. Rosenberg có một trung tâm khoa học được đặt tên theo cựu sinh viên Mario J. Molina, người đoạt giải Nobel Hóa học vào năm 1995. Nhà trường cho biết, trung tâm khoa học này có phòng thí nghiệm chuyên nghiệp vừa được trang bị cơ sở vật chất vượt xa tiêu chuẩn của trường học thông thường. Học sinh của Rosenberg đều là con cháu giới tinh Anh nên nhà trường rất chú trọng bữa ăn và chế độ dinh dưỡng. Nơi này cam kết sử dụng thực phẩm chất lượng cao, không sử dụng màu nhân tạo hoặc chất tạo vị. Các nguyên liệu chúng tôi sử dụng đều là sản phẩm địa phương, sản xuất theo mùa nên rất tươi ngon. Chúng tôi cũng hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn khi nấu ăn cho học sinh, nhà trường thông tin. Nơi độc đáo nhất ở Rosenberg chính là công viên tương lai và không gian Saga. Vào tháng 7 năm 2022, học sinh Rosenberg hợp tác với Saga Space Architects để mô phỏng môi trường sống ngoài trái đất bằng kỹ thuật 3D. Ngoài ra, trường này cũng có vườn khí hậu với những chiếc lều có thể kiểm soát nhiệt độ nhằm mô phỏng thời tiết trái đất, theo dự đoán vào năm 2085.